Kính chào các bậc phụ huynh và các con học sinh thân mến. Ngày hôm nay cô sẽ hướng dẫn chúng ta bài học là bài số 5, ôn tập và kể chuyện. Các con hãy mở sách giáo khoa ra trang số 48, tiếng Việt lớp 1 tập 1. Các con nhìn vào hình ảnh ở bên dưới. Chúng ta cùng quan sát bức tranh và tìm tên các sự vật tương ứng với mỗi bức tranh. Tìm tên các sự vật tương ứng với mỗi bức tranh. Cô có các chữ nè. Âm N, M, U, Ư, G, G, Ng và cuối cùng là Ng. Bây giờ chúng ta sẽ tìm các sự vật tương ứng với mỗi tranh. Cô ví dụ cô có chữ âm N thì tương ứng với âm N là nơ. Rồi M tương ứng với M là me, M em me đó. Còn bên đây là N ơ nơ. Cô có U tương ứng với U là quả đu đủ. Đờ u đu hội đủ, đu đủ. Rồi ư, các con thấy ở đây có cái bâu thư nè, tương ứng với thư là thờ ư thư. Rồi dưới đây g, g thì tương ứng với đây là gà, g a ga huyền gà. Còn đây là g, tương ứng với g là ghẹ, g e ghe nặng ghẹ. Rồi ở đây có ngờ, ngờ, ngờ này là như thế nào các con? Ngờ này là em bé đang nằm ngủ. Em bé đang nằm ngủ. Rồi ở đây cô cũng có ngờ, ngờ ghép nè, thì đây là cái nghệ, nghệ của nghệ đó các con. Ngờ yên ngay nặng nghệ. Cô sẽ chuyển xuống đây cái phần luyện đọc tiếng. Luyện đọc tiếng. Cô có các con nhìn vào cái bảng ở trên đây là cái bảng đầu tiên nè nha. Cô có nè, bây giờ mình ghép lại nè. N ghép với U trở thành N U Nu. Đó, N ghép với U thì trở thành N U Nu. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ ghép N với Ư. N với Ư thì ở đây đây sẽ trở thành N Ư Nư. Cô sẽ ghép lại cho các con nè. N ghép với Ư là N Ư Nư. Rồi N ghép với A trở thành N A Na. N với E, N E Na. N với E, N E Nê. N với Y, N Y Ni. Rồi, tương tự như vậy, các con cũng ghép những cái âm ở phía dưới. Ví dụ như M. Rồi, M U là M U Mu. Rồi, M Ư là M Ư Mư. M A là M A Ma. M E là M E Me. M E là M E Mê. M Y là M Y Mi. Đó. Rồi, tiếp theo. Thấy cô có âm G, G ghép với U là G U Gu. G U Gu. G với Ư là G Ư Gư. G với A là G A Ga. Rồi G không có ghép được với E, với E và với Y nha các con, nên cô để trống, để trống không ghép được. Rồi xuống đây G này,
Rồi ghép này ta sẽ g này ta sẽ ghép với u. Không được nha các con, g ghép này với u là không được. Cô đánh dấu chéo. G với ư không được, cô cũng đánh dấu chéo. G với a không được, cô đánh dấu chéo. G ghép được với e là g e ghe. G ghép với e là g e ghê. Rồi g ghép với y là g y ghi. Xuống đây cô có ngờ. Ngờ ghép với u là ngờ u ngu. Ngờ ghép với ư là ngờ ư ngư. Ngờ ghép với a ngờ a nga. Ngờ không ghép được với e, ê và y. Rồi xuống đây ngờ này là ngờ ghép. Ngờ có thể ghép với u không được, ư cũng không được, a cũng không được. Ngờ ghép với e là trở thành ngờ e nghe. Ngờ ghép với e là ngờ e nghe. Ngờ ghép với y là ngờ y nghi. Xuống đây. Xuống đây là các phần các con bỏ các dấu dấu thanh lên, dấu huyền, dấu sắc, dấu nặng, dấu hỏi và dấu ngã. Cô có N Anna. Rồi cô bỏ dấu huyền lên là N Anna Huyền Nà. Bây giờ cô bỏ dấu sắc nè. Cô sẽ ghi là N Anna sắc ná. Rồi dấu nặng. N Anna nặng nạ. N Anna giờ là dấu hỏi, hỏi nã. Dấu ngã. N Anna ngã nã. Rồi cô có tiếng ngô, ô ngô. Bây giờ cô sẽ bỏ dấu vô. N O ngô. Dấu huyền ngò. Rồi ng o ngo sắc ngó. Ng o ngo nặng ngọ. Ng o ngo hỏi ngõ. Ng o ngo ngã ngõ. Rồi được chưa các con? Đây là cái phần luyện đọc tiếng cô đã hướng dẫn cho các con. Bây giờ các con hãy đọc lại. Sau đó chúng ta sẽ chuyển sang một cái phần tiếp theo nữa. Cô sẽ chuyển sang cái phần luyện đọc câu. Mình đọc tiếng xong rồi mình xuống mình đọc câu. Trước tiên cô sẽ đọc cái câu này cho các con nghe nha. Bé kể bà nghe. Bè cá có ghẹ, cá mú, cá ngừ. Rồi, chúng ta cùng nhau đánh vần và đọc lại. Bờ e be sắc bé, ca e kê hỏi kể. Bờ a ba huyền bà, ngờ e nghe. Bé kể bà nghe. Bờ e be huyền bè, cờ a ca sắc cá. Cờ o co sắc có. G e ghe nặng ghẹ. Cờ a ca sắc cá. M u mu sắc mú. Cờ a ca sắc cá. Ngờ ư ngư huyền ngừ. Bè cá có ghẹ.
cá mú, cá ngừ. Rồi, cái phần luyện đọc câu, cô sẽ đã đọc xong rồi, cô đã hướng dẫn các con rồi. Bây giờ các con hãy trả lời câu hỏi từ cô nha. Câu hỏi cô dành cho các con câu đầu tiên. Thứ nhất là bé kể cho ai nghe? Bé kể cho ai nghe? Chúng ta sẽ trả lời là bé kể cho bà nghe. Kể cho bà. Rồi câu thứ hai cô sẽ hỏi, bé kể cho bà nghe câu chuyện gì? Bé kể cho bà nghe chuyện gì? Bé kể cho bà nghe chuyện nè. Bè cá có ghẹ. Rồi cá mú, cá ngừ. Cô sẽ chuyển sang một cái phần tiếp theo là phần tập viết. Chúng ta sẽ viết kỳ nghỉ hè, ca y ki huyền kỳ, ngờ y nghi hội nghỉ, hờ e he huyền hè, kỳ nghỉ hè. Bây giờ cô sẽ chuyển sang phần kể chuyện. Kể chuyện của chúng ta có tựa đề là nghỉ hè. Trước tiên các con hãy quan sát 4 bức tranh ở phía dưới. Còn có 4 bức tranh. Chúng ta thấy bức tranh thứ nhất, đây là hình ảnh cả gia đình đi ra bãi biển nè các con. Đây là biển nè. Đây là bố mẹ, anh và em. Rồi cô chuyển sang bức tranh thứ hai, cô thấy bố và anh đã thay đồ lặn xuống biển rồi. Bức tranh thứ ba, bố và người anh quay trở lên mặt nước, cả nhà cùng nhau hốt hoảng một điều gì đó. Cuối cùng là bức tranh thứ tư, ông bố cầm cái gì đó màu xanh. Bây giờ các con hãy chú ý nghe cô kể cái câu chuyện kỳ nghỉ hè này nha. Nghỉ hè, bố mẹ đưa Đức và Thư đi biển chơi. Tàu chở mọi người ra khu vực câu cá và ngắm san hô. Thư ở lại tàu cùng mẹ để câu cá. Bố và Đức đội mũ có bình oxy, cầm thức ăn cho cá cùng chú hướng dẫn viên lặn xuống biển. Kia rặng san hô rực rỡ hiện ra, những đàn cá quay quanh Đức. 15 phút đi bộ dưới đáy biển qua nhanh. Lúc chuẩn bị leo lên tàu trở lại, bỗng Đức cảm thấy có vật gì quấn vào chân. Cậu hoảng hốt kêu to, rắn, rắn, bố ơi! Bố và chú hướng dẫn viên cùng đến giúp Đức. Bố giơ con rắn lên. Thì ra đó chỉ là một cây rong biển. Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Đức bẽn lẽn cười. Cậu cảm thấy biển đẹp làm sao và đáng yêu hơn mình tưởng tượng rất nhiều. Thư thì mong nhanh đến kỳ nghỉ hè năm sau để được đi bộ dưới đáy biển ngắm san hô như anh Đức và bố. Các con ơi, câu chuyện của cô kể đã hết rồi. Các con hãy nhớ lại câu chuyện. Và cô sẽ có những cái câu hỏi
đặt ra cho các con để các con trả lời nhé. Câu hỏi thứ nhất, nghỉ hè cả nhà Đức đi đâu? Nghỉ hè thì cả nhà Đức đi đâu các con? Nghỉ hè cả nhà Đức đi biển chơi. Rồi, câu hỏi số 2, ở dưới biển Đức chơi trò chơi gì? Đức được, chúng ta sẽ trả lời là Đức được lặn xuống biển để ngắm san hô. Câu hỏi số 3, chuyện gì đã xảy ra với Đức khi Đức quay trở lại cano? Chuyện gì các con? Đức bị một cái vật gì đó lạ quấn vào chân và Đức nghĩ rằng đó là con rắn, nhưng thực ra đó chỉ là một cái cây rong biển. Rồi, các con trả lời rất là đúng. Câu hỏi thứ 4, câu chuyện được kết thúc như thế nào? Câu chuyện được kết thúc như thế nào chúng các con? Đức cảm thấy biển, chúng ta sẽ trả lời là Đức cảm thấy biển rất là đẹp và đáng yêu hơn bao giờ hết. Rồi Thư thì mong đến nhanh cái hè năm sau để được ngắm san hô y như Đức hôm nay vậy đó. Rồi, câu chuyện của cô kể đã xong rồi đó các con. Như vậy, câu chuyện này có ý nghĩa như thế nào? Đúng rồi, biển cả vô cùng đẹp và mang nhiều ý nghĩa to lớn đối với con người chúng ta. Như vậy chúng ta hãy yêu quý và bảo vệ biển cả nha các con. Câu chuyện và bài học của cô ngày hôm nay đã kết thúc. Các con nhớ nhấn nút đăng ký để nhận được những bài học mới nhất từ cô. Cuối cùng thì tạm biệt và hẹn gặp lại các con vào những bài học lần sau.